Theo Bộ Ngoại giao nói, chúng tôi bàng hoàng khi nhận tin về vụ khủng bố ở Moscow, và liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga thì ít nhất là 60 người chết. Việt Nam đã lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng những kẻ thù ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Chúng tôi hết sức bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man này và xin gửi đến chính phủ, nhân dân Nga cùng gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết trưa ngày 23 tháng 3. Vụ việc được bà Hằng nhắc đến là vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Krut ở thủ đô Nga vào tối ngày 23 tháng 3 theo giờ địa phương. Vụ việc thì khiến ít nhất là có 60 người thiệt mạng và gần 150 người bị thương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng chắc chắn kẻ thù ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đến nay chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ việc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, bám sát tình hình, sẵn sàng biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp lại. Theo đó thì Đại sứ quán đã khuyến cáo cộng đồng hạn chế có mặt tại những khu vực đông người, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin. Cùng ngày, được tin bộ vụ tấn công khủng bố khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và Bộ Ngoại giao có đưa ra thông báo là thông tin và khi gặp tình trạng khẩn cấp thì người Việt tại Nga có thể liên hệ ngay theo đường dây nóng bảo hộ công dân của Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga là 7916682167. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga. Theo tờ Reuters, lãnh đạo nhà nước trên thế giới cũng đã phát đi các thông điệp chia buồn tới Nga cũng như liên quan đến vụ tấn công khủng bố tham bạo gây ra tổn thương thương vong rất là lớn. Trước đó, tối ngày 22 tháng 3 giờ địa phương, nhà hát